Kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh định cư và cuộc sống ở Canada. Thưa quý vị và các bạn, trong video trước, các bạn đã nghe chia sẻ một câu chuyện của bạn Đoàn Thị Điệp, một câu chuyện gia đình rơi rớt nước mắt. Vâng, một cô gái rất là đáng thương và tội nghiệp. Hiện nay cô gái này đã trở thành một người mẹ với ba người con, gọi là cô gái cho bạn ấy trẻ chung mặc dù bạn ấy năm nay đã 50 tuổi. À, nhưng mà bạn ấy đã từng nói mình rằng Nếu mà anh nhìn em anh cũng chỉ đoán em độ khoảng 27-28 tuổi thôi à, Thì đã biết rằng cô gái này là rất trẻ đẹp đúng không ạ Và hình ảnh mà các bạn à, xem ở cái video số 313 và 314 Đó chính là hình ảnh của bạn Đoàn Thị Điệp đó Hình ảnh thật luôn Vâng đã qua 60 mươi mấy năm trong cuộc đời thì nói thật với các bạn, mình cũng chưa gặp uh, một người uh, đàn ông nào mà như chồng của bạn Đoàn thì đẹp đâu. Uh, được người vợ của mình hiến dâng cả một quả thận để cứu lấy bản thân cứu lấy cái tính mạng sinh mạng của mình, mà trong khi đó, uh, trong khi mà uh, vợ của mình đang mang bầu đứa thứ ba, thì lại đi ngoại tình và sau đó lại đi lấy một người đàn bà khác. Trong khi đi thì lại mang hết hết sạch tiền bạc của cả gia đình đi người vợ đã ở lại nuôi con mà không để lại tiền cho vợ nuôi con nuôi ba đứa con thơ mà lại còn mang hết cả tiền bạc đi thì đúng là một người chồng quá nhẫn tâm các bạn thấy đúng không ạ ờ, nếu nói thật với các bạn nếu là bản thân mình mình không bao giờ bỏ được người vợ đó bởi vì người ta đã hy sinh cả một quả thận người ta đã cứu cả mạng của mình mà mình lại còn bỏ người ta như vậy thì sống ở cuộc đời này để làm cái gì ạ đúng không ạ một con người sống không có đạo đạo lý làm người như vậy thì chắc chắn rằng cuộc đời của cậu ta cũng sẽ không bao giờ có có một cái tương lai tốt đẹp được ở đây không phải là là nguyền rủa gì cái người đàn ông đó đâu nhưng mà sống có đạo làm người thì người ta sẽ chắc chắn là không bao giờ bỏ bỏ một người đã cứu mình ra đi như thế nhưng cũng trong câu chuyện đó mình thấy một người đáng sợ hơn là mẹ chồng của của bạn Đoàn Thị Điệp làm gì mà mình vẫn cứ nghi ngờ trong cái câu chuyện của bạn Đoàn Thị Điệp kể về người mẹ chồng cả ba đứa con khi sinh ra mà bà ấy toàn dình như là muốn giết đứa cháu nội của mình là mình cũng không hiểu được lý do tại sao người ta lại làm như vậy tại nếu mà như vậy thì cho con cái lấy vợ để làm gì đúng không ạ lấy vợ để có con có cái để mà bế để mà bồng mà đây lại coi như là con dâu chuẩn bị sinh con thì cứ dình làm mọi cách để coi như là triệt hạ không cho con uh, con dâu mình uh, sinh ra cháu nội nữa thì mình cũng không hiểu là con người đó là cái con người gì thật sự như vậy thì nó có quá là tàn ác và câu chuyện này thật sự là mình thấy nó ám ảnh uh, khi mà nghe xong rồi mình thấy bị ám ảnh rất là nhiều và trước khi mà mình nhận được những lá thư này thì bạn đoàn thị điệp đã có mấy cuộc điện thoại nói chuyện với mình kể về hoàn cảnh này rồi và bạn ấy nói rằng ở nơi bạn ở là có rất tất cả mọi người đều biết câu chuyện của bạn ấy nó là thực tế luôn chứ không có cái gì gọi là sai cả không phải đổ đổ oan cho người mẹ chồng kia mà cũng không phải là đổ oan cho cái ông chồng đã bỏ đã bỏ rơi cái bạn đoàn thị điệp này ở trong khi đó bạn đoàn thị điệp cũng nói rằng là bạn ấy sẽ quay trực tiếp cái cảnh ở tại gia đình nhà bạn ở khu vực đó nữa để gửi cho mình. Nhưng mà mình nghĩ chắc là hơi khó bởi vì bạn ấy không biết uh, quay phim và không biết chuyển tiếp cái gửi cái uh, cái cái video đó cho mình. Cái đây là vấn đề là những người có tuổi á thường thường như 50 tuổi như bạn Đoàn Thị Điệp là rất khó làm cái công việc đó. Đối với bọn trẻ thì nó chỉ trong độ khoảng một hai phút thôi các bạn. Khi quay phim xong rồi gửi qua Telegram thì nó rất là dễ thôi. Đấy, các bạn gửi qua email hoặc gửi qua telegram nó rất là dễ đơn giản nhưng mà nhiều người không biết thành ra đến đến tận bây giờ mình vẫn chưa nhận được cái video đó và nếu mà mình trong khi mà mình làm video này mình mà nhận được cái cái thước những cái thước phim đó thì mình sẽ gắn vào và quay trực tiếp đưa lên mạng trực tiếp để cho tất cả quý khán thính giả xem uh, cái cảnh ở cái chỗ gia gia đình bạn Đoàn Thị điệp đang ở uh, ở gần đó nó đẹp đẽ đến mức độ nào bởi vì đó là đất nước Mỹ nhưng mà cách xa uh, cách xa Canada của mình không nhiều đâu. Vâng thưa quý vị và các bạn, một thông tin mới nhất mà mình vừa nhận được là chú của sinh viên hùng là ông Vũ Tiến Nam đã tới đất nước Canada vào uh, khoảng 2 giờ chiều ngày hôm nay đây là cái thông tin mà mình mới nhất vừa nhận được Ở trong cái câu chuyện này thì mình cũng thấy có rất nhiều là mừng vui rất nhiều điều mừng vui nhưng cũng có một chuyện cũng cảm thấy nó uh, hơi buồn buồn một chút uh, theo như mình biết đó, là trong chuyến đi này là bà hoàng thị yến đã cũng đã có một đàn em để đưa chú của sinh viên hùng từ bên việt nam sang bên đây uh, các bạn biết rằng là chú của sinh viên hùng cũng cũng là một người không biết tiếng Anh và lần đầu tiên đi xa mà không có người kèm cặp thì chắc chắn là rất khó đúng không ạ Các bạn ở bên khi mà lên máy bay Việt Nam một cái ở từ Việt Nam một cái mà các bạn không có người chỉ dẫn là bởi vì máy bay nó có bay thẳng đến Canada đâu nó phải bay qua hai cái chặng đường thứ nhất là có thể qua Singapore này hoặc có thể sang Nhật này hoặc có thể đỗ ở Dubai ấy tức là họ từ đó họ mới chuyển tiếp một máy máy bay khác sang sang đến Canada chứ từ Việt Nam là không có một chuyến bay bay thẳng tắp sang Canada đâu, trên là bắt buộc phải chuyển trạm. Mà khi chuyển trạm á như trước đây mình bay à, đến Dubai á là mình phải ở đó đến mức độ khoảng 7 tiếng đồng hồ để chờ cái chuyến bay tiếp theo từ Dubai tới Canada. Chứ là bắt buộc những người đi từ Việt Nam sang bên Canada đều phải chuyển trạm như vậy. Chứ là đây đến khi chuyển trạm như vậy á, mà một người không biết tiếng Anh thì coi như là mù tịt làm sao biết hỏi là Ô, tôi đang đi à, tôi đi uh, lên cái chiếc máy bay nào và số ghế bao nhiêu đúng không uh, ngủ ngang ngủ ngớ như là bò rừng đội lót như vậy thì làm sao mà có thể trên là cái người mà đi sang đây lần đầu là rất là lo lắng chính vì vậy mà bà Hoàng Thiến đã giúp đỡ uh, chú của sinh viên Hùng là có một đệ tử đi kèm và đệ tử này cũng đã tiếp tục mang 5 kg thuốc theo bên mình để uh, đi đến uh, cho bà Đông Nhi để cắt thuốc cho Tám Trang. Ở đây có một vấn đề khác tại sao mình nói trong câu chuyện này có một vấn đề mình cảm thấy hơi buồn. Bởi vì á, bà ý của bà Hoàng Thị Yến là muốn chú của sinh viên Hùng là cũng mang theo mình là 5 kg thuốc, 5 kg ná cây đấy các bạn, toàn ná cây mới dễ cây thôi chứ nó chẳng có gì cả. Nhưng mà chú của sinh viên Hùng đã từ chối bởi vì ông ấy rất sợ bị bị người ta bắt được và bị vào tù và như thế thì sẽ coi như là không không giúp được sẽ sang bên đây không thể là đi làm để kiếm tiền được à, tất nhiên là trong chuyện này thì ông ấy lo sợ là phải thôi chưa đi ra ngoài ngoài đi xa bao giờ lại đi một cái mang cái hàng gọi là à, theo như ông ấy biết là hàng Quốc cấm đúng không ạ mặc dù cái dễ cây này kể cả bạn bị bắt chăng nữa theo mình nghĩ là chắc họ bị phạt tiền nhưng mà cái quan trọng nhất là có thể là bị đuổi về việt nam không cho nhập cảnh thôi còn thì không bị sao đâu bởi vì uh, nó có có tác hại gì đâu nó có phải là thuốc uh, uh, thuốc gọi là gây nghiện hoặc là cái uống thuốc vào để chết người đâu đúng không ạ cho nên là cái chuyện này theo mình nghĩ mình không biết chắc chắn một trăm nhưng mà theo mình nghĩ nó không đến mức độ nguy hiểm mà đến mức độ từ chối như chú của sinh viên hùng tất nhiên trong chuyện này thì cũng không ai có thể trách được đúng không ạ nhưng mà mình đặt chẳng hạn như nếu là cương vị mình thì mình mình làm luôn không có gì phải suy nghĩ một phút một giây gì cả bởi vì nó là cái cứu một tính mạng một con người nó rất là quý Hiện tại thì đã có như các bạn biết đã có 10 kg thuốc rồi, nhưng hiện tại là tám trang chưa được uống một một cái thang thuốc nào của bà Đông Nhi hết. Bởi vì hiện tại là tám trang vẫn đang ở bệnh viện, vẫn hàng ngày coi như được các bác sĩ cho thuốc tây để mà uống và kết hợp với cách chữa bệnh của sinh viên Hùng với tám trang mà thôi. Trong câu chuyện này mình cũng rất ngạc nhiên rằng là ông Vũ Tiến Nam đi sang bên Canada quá là nhanh đúng không ạ? Thì ở đây các bạn biết rồi cô Ngân đã coi như là viết giấy ở bệnh viện, các bác sĩ đã chứng nhận cho cô Ngân là đang làm viện và người nhà là ông chú của mình là bay sang để phục vụ để thăm thân nhân thì coi như là ở bên kia đại sứ quán Canada họ làm rất nhanh thôi và chính vì thế mà đã đi nhanh và trong câu chuyện này thì mình được biết rằng là khi mà đi ra sân bay đón thì hôm nay Hùng thì buổi sáng vẫn đi học, cậu ta rất chăm chỉ từ ngày từ trên gia đình nhà bác Thảo Nguyên về thì cậu ta chưa bỏ học một hôm nào cả ngày nào cũng đi học hết trừ thứ bảy chủ nhật trong khi đó là đến trưa và chiều chiều tối lại đi cái công việc để đến bệnh viện để chữa bệnh cho tám trang nữa cậu ta vẫn miệt mài với công việc đó mặc dù chú sang nhưng mà cậu ta không đi đón trong khi đó thì ông linh và hôm nay cũng vẫn đi làm các bạn biết rằng đó hiện tại mẹ của hùng đang bệnh nặng như vậy có rất nhiều người đã comment với mình là là bảo cô Ngân bảo cô em Ngân là cho tiền mẹ của sinh viên Hùng đi bởi vì mẹ của sinh viên Hùng là bây giờ đang bị bệnh rất nặng và không có tiền để mua thuốc thang nếu muốn đi viện cũng không có tiền đi viện nó rất là nguy cấp và theo như mình một thông tin biết nữa không biết rằng là gia đình nhà sinh viên Hùng đã trả hết nợ tiền ngân hàng hay chưa ấy đấy có thể là một thông tin mà bây giờ một bà mẹ mà nuôi mấy đứa em đang ăn học thì coi như có các bạn biết rằng nó khó khăn đến mức độ nào rồi đúng không ạ chồng thì đi vắng từ ngày ông Linh sang bên đây theo mình nghĩ là chưa chắc là chưa bao giờ gửi được một đồng mặt hào nào về Việt Nam bởi vì cứ suốt ngày no cái chuyện con cái như vậy thì lấy đâu ra ra tiền cứ một ngày nghỉ một ngày làm thì 10 ngày nghỉ lấy đâu ra tiền lại còn tiền trả tiền phòng nữa lại còn tiền ăn nữa thì thể chắc chắn là không dư ra tiền rồi Chính vì cái lý do này ông Linh uh, cũng không thể là uh, là đi ra sân bay đón uh, em của mình được. Mà thật sự ra ông Linh có đi ra đón uh, thì cũng bằng thừa, bởi vì ông Linh cũng chẳng biết một câu tiếng Anh nào đúng không ạ? Đi ra đấy uh, biết chỗ nào là sân bay, biết uh, đón ở cửa nào cửa nào. Cho nên trong cái vấn đề này ông Linh đi làm là đúng thôi, uh, tối về gặp nhau cũng chẳng ảnh hưởng gì hết. Trong vấn đề đi đón uh, đi đón ông Lam À, chú của sinh viên Hùng để về á thì mình biết rằng là Hùng đã nói chuyện qua với cô em ơn của mình và cô em ơn của mình đã ngay lập tức à, bảo cái cậu lái xe đó và Nguyệt nữa, Nguyệt biết tiếng Việt Nam đúng không ạ? là đi ra sân bay để có nhờ đón chú của Hùng về và đưa thẳng về nhà quý bà Ngân. Vâng, ở đây mình đã nói rồi trong cái câu chuyện ông Vũ Tiến Nam khi mà từ Việt Nam sang bên này ở đâu cũng là một vấn đề để khiến quý khán thính giả tranh cãi rất nhiều ờ, có rất nhiều người đưa ra ý kiến là ông vũ tiến nam không lên về nhà bà ngân ở lý do vì sao bởi vì uh, sinh viên cha của hùng còn không về ở đó ở tự nhiên một ông em ở đâu lại lù lù đi đến đó ở nó rất là vô lý đúng không ạ nhưng mà khốn nỗi các bạn cũng phải nhìn ra cái điểm này khốn nỗi bây giờ là một cái phòng rất nhỏ như mình biết là hùng đi thuê một căn phòng rất nhỏ để hai cha con ở đáng ra cái phòng đó chỉ ở được một người thôi nhưng hai cha con của hùng đã cố gắng là ở chung với nhau mặc dù nó chật trội một tí nhưng và cái thứ ba, kể cả cái phòng đó uh, có bây giờ chẳng hạn như là cha của Hùng và Hùng muốn nhét vào người vào cũng không nhét được. Lý do tại sao? Bởi vì lý do ở đây khi các bạn thuê nhà thường thường là có hợp đồng với chủ, chủ nhà. Cái phòng này chẳng hạn 500 đô là cái phòng nhỏ chỉ được ở được một người thôi. Cùng lắm các bạn có thể nói cái hoàn cảnh khó khăn quá người ta cho phép bạn ở là hai người, nhưng mà có khi là cũng không ở được lâu các bạn nhé. Chứ là đến bây giờ bà bảo cho thêm ba người thì chủ nhà không bao giờ người ta chấp nhận hết. Đó, bởi trong hợp đồng đã rõ ràng như vậy rồi. trên là bắt buộc ở đây là nếu mà ông Lam á, Vũ Tiến Nam này muốn ở bên ngoài thì bắt buộc phải đi thuê. Nếu bây giờ đi thuê thì một tháng là ít nhất phải mất 1.000 đô rồi. Tiền phòng cộng với tiền ăn. Mình chưa nói gì tiền đi xe bíp gì cả. Là mất 1.000 đô rồi. Chết là ở đây là 1.000 đô tính ra Việt Nam tiền nặng vào gần 20 triệu Chứ là một cái số tiền cũng tương đối lớn Nếu có công việc làm thì nó bình thường thôi Đấy, Nhưng mà không có công việc làm thì nó lại, nó lại là một vấn đề khác cũng vì lý do này thì mong rằng mọi người cũng thông cảm cho ông Vũ Tiến Nam bởi vì ông không có cách nào hơn là về nhà cô em Ngân để ở đó để nhờ cô em Ngân tức là bây giờ phòng thì bỏ trống đúng không ạ bởi vì mình biết nhà cô em ngân của mình rất nhiều phòng cho nên là ở lúc nào cũng có cái chỗ rộng rãi thoải mái là một cái thứ hai là cái chuyện ăn uống khi mà nguyệt mà giúp đỡ cô em ngân của mình ở bệnh viện có phải là ở đó suốt ngày đâu Uh, cậu uh, nguyệt với lại cái cậu người yêu là đi đi về về chỉ có mấy cái số có xe ô tô thì nó rất là đơn giản. Đấy kể cả cô ngân là ăn cơm ở bệnh viện nhưng mà vẫn nấu từ nhà mang đến mang đến chứ không phải là mua đồ ở đó, mua đồ ở đó làm gì ở các bệnh viện ở đây làm gì có cơm ăn. Ở đây họ chỉ bán coi như là uh, ít nước uống với các cái loại bánh ăn nhanh nữa các bạn. Bánh như là nói thật với các bạn mình ăn không được. Người Việt Nam mình là ăn không được. Tức là mình chỉ ăn tạm ví dụ như buổi sáng hay cái gì đó thì được chứ ngày nào ăn thế thì chịu không nổi. Ở trên là phải mang cơm từ nhà ra. Chú của Hùng về nhà cô Ngân ở thì quá tuyệt vời rồi, bởi vì nhá không mất tiền phòng đã làm mà lẽ cái thứ hai là Nguyệt cũng có thể nấu cơm ăn mà trong khi đó thì lại có một người phụ nữ khác là người Mexico mà các bạn nhớ không Cái bà cái cái chị người Mexico này muốn yêu cái anh lái xe người Mexico kia nhưng mà anh ta lại không thích bởi vì da đen anh ta không thích anh ta muốn đổi gió cơ anh ta muốn lấy gái Việt Nam là nó đẹp nó trẻ nó đẹp đúng không ạ bây giờ một người mà coi như là rất nhiều người nói thật với các bạn là rất nhiều người ra màu thích lấy con gái Việt Nam có điều con gái Việt Nam người ta không ai chấp nhận thôi không biết tại sao bạn Nguyệt lại coi như là đồng ý với cái anh này có lẽ là sống lâu ngày gần gần nhau trong một căn nhà với nhau trên là hiểu được tính cách của nhau thấy người ta tốt tính trên là Nguyệt đã chấp nhận lấy cái người đàn ông này mà mình biết rằng là cậu lái xe này phải tán Nguyệt mất rất nhiều thời gian nhé mới là đổ đấy và có khả năng là có tác động từ bên ngoài nữa. Ờ, trong khi đó thì các bạn biết rằng là hiện nay uh, Nguyệt đã lên một cái kế hoạch là chỉ chờ chờ cô Ngân trở về từ bệnh viện là làm đám cưới hai người thôi. Theo như mình biết là mẹ và hai đứa em, à, hai đứa con của Nguyệt cũng sắp sang tới nơi rồi các bạn ạ cho nên là liền một lúc là cha của hưng sang đến nơi này rồi uh, uh, bà đông nhi ở trung quốc sang rồi này rồi đến cha của hưng sang này bây giờ lại chú của hùng sang nữa và sắp tới lại mẹ nguyệt sang nữa mùa hè là cái thời điểm tất cả hầu như những người muốn đi sang các nước ngoài thì người ta đều tập trung vào mùa hè bởi vì sang mùa đông rất là lạnh chẳng làm ăn gì được cho nên là người ta đến canada vào mùa hè lý do đó là như vậy thưa quý vị À, cách đây khoảng 2 ngày trong một cuộc nói chuyện với cô em Ngân của mình Thì uh, có nói chuyện về vấn đề về câu chuyện ông Vũ Tiến Nam Bởi vì trước đó các bạn thấy rằng có rất nhiều người Nói rằng ông Vũ Tiến Nam đi sang đây mục đích thế lọ thế kia Và liên quan tới cả câu chuyện đối với mình nữa Bởi vì trước đó mình sợ ông Vũ Tiến Nam đã muốn đi sang đây Để phá đám cái câu chuyện giữa Hùng và Tám Trang Bởi vì mình không sợ cái chuyện ông ấy phá đám Cái chuyện là không cho lấy Tám Trang Mà mình sợ ông ấy phá đám trong cái chuyện mà hình sinh viên hùng đang đang cố gắng cứu chữa cho tám trang bằng cách chữa bệnh à, mà ông ấy phá đám thì lúc đó là sẽ rất nhiều chuyện đúng không ạ còn thì một khi mà tám trang khỏe mạnh lại rồi thì ông vũ tiến nam muốn thích uh, phá đám như nào cái đó thì mình không can thiệp Đấy bởi vì cái chuyện đó là uh, duyên số với nhau và có thể là ông ấy đâu có thể là quyết định được cái chuyện đó đâu. Bây giờ ông ấy nói rằng là uh, Hùng không không được lấy uh, 8 trang nữa, nhưng mà Hùng vẫn cứ quyết tâm đấy thì ông ấy làm sao cản được. Đó là một vấn đề mà cái vấn đề chính ở đây á là ông ông Linh, cha của sinh viên Hùng đang lù lù ở đó thì làm gì đến lượt ông Vũ Thế Nam đúng không ạ? Chính vì vậy mà trước kia mình không muốn ông ấy sang Chẳng qua là no sợ là ông ấy làm hỏng cái việc mà để uh, Phá quấy sinh viên Hùng uh, Cứu Tám Trang để giúp Tám Trang khỏi bệnh mà thôi Còn bây giờ ông ấy đã sang rồi Thì mình cảm thấy rất vô tư khi mà nói chuyện với cô em Ngân Mình có hỏi về vấn đề đó thì cô Ngân nói chuyện với mình rằng là Ồ oh, em đã nói chuyện với chú ấy rồi Chú ấy nói rằng là mục đích của chú sang chỉ là để đi kiếm tiền thôi còn chuyện của hùng thì uh, tự nó quyết định cuộc đời của nó còn thì chú sẽ không dám tham gia chú đã thấy rất nhiều người nói rồi mà vợ chú cũng tuyên bố rất nhiều vấn đề uh, Đây, các bạn biết rằng bà thúy trước cũng đã nói đó bà ấy rất là am hiểu đúng không ạ cho nên là ở đây là chắc ông vũ tiến nam cũng lo no ngại chuyện vợ con ở nhà ở đây các bạn cũng biết một cái chuyện nữa là hoàn cảnh của ông vũ tiến nam cũng cực kỳ khó khăn bốn đứa con đang ăn học mà trong cái đấy người vợ lại không biết làm gì cả chỉ ở nhà nội trợ lấu ăn thôi thì các bạn bảo làm sao lấy tiền ở đâu ra trên uh, đi sang Canada là ước mơ lớn nhất của đời người đối với Vũ Tiến Nam mình có thể dùng câu đó bởi vì sang đây mà chịu khó đi làm mỗi ngày cứ đút túi hai triệu rưỡi lại có nơi ăn trốn ở không phải lo rồi thì ngày đút túi hai triệu rưỡi là là giúp đỡ ở Việt Nam là tuyệt vời rồi đúng không ạ một tháng là như thế là vào đâu khoảng uh, uh, 75 triệu à đó nó là như vậy thì coi như là quá tuyệt vời rồi, còn cái gì bằng nữa. trên là khi mà mình nói chuyện cô ngân thì cô nói là chú ấy mục đích sang thì là đi kiếm tiền. Thì mình có hỏi cô em ngân là thế sang thì em cho đi làm cùng cùng bố của hùng trước hay thế nào. Thì cô ngân nói rằng là em đã nói chuyện với chú ấy thì chú ấy không thích Chú ấy muốn rằng là đi làm phù hồ Bởi vì nghe chính bản thân là Chú ấy nghe trên cái kênh của anh nói rằng đi phù hồ làm Làm cái việc đi xây dựng là kiếm quá nhiều tiền Cho nên là chú ấy rất thích Bởi vì chú ấy có cái tay nghề đó Còn thì đi làm cái công việc như của ông Linh Đó Nó là đàn ông mà đi làm công việc đó nó quá nhẹ nhàng Nó rất là nhàm chán Đi cứ dán cái mát quần áo vào và những Lấy cái dán cái mát vào và những cái quần cái áo nó nhẹ nhàng Cái đó là phù hợp với phụ nữ hơn Ý của ông là thích đi làm xây dựng. Thì ở đây là cô em ngân cũng nói rằng nếu mà anh có quen một vài chủ xây dựng thì cứ giới thiệu cho chú ấy. Thực sự ra trong cái câu chuyện này thì mình thấy rằng uh, ông Vũ Tiến Nam nói như vậy là OK. Bởi vì sao? Bởi vì đi làm xây dựng đúng là được nhiều tiền thật. Theo như mình biết đó, có có những chủ mà trả cái người tay nghề cao như vậy là độ khoảng 270 đô, hai trăm rưỡi đến hai trăm bảy mươi đô một ngày các bạn tức là nếu có tay nghề cao đấy thật sự đó là như vậy còn thì nếu những cái người đi làm bình thường hiện tại lương bây giờ là 170 đô một ngày các bạn nhé nhưng cái công việc này đôi khi người ta lại phải cần xe ô tô mà nếu tức là bạn phải có xe ô tô bạn tự lái đi đến nơi làm việc mà nếu không á thì có khi bạn lại phải đi đến chẳng hạn như một thành phố khác mình thì bởi vì sao bởi vì mình quen là quen mấy cái chủ ở cái thành phố Mississauga bởi vì khi mà mình bắt đầu đặt chân đến đây là tất cả những cái người theo cái dạng của mình đến đây là đều nằm ở khu vực đó, đều nằm ở trong cái thành phố Mitsuzuga. Và bây giờ có mấy người đang đi theo cái ngành xây dựng đó. Và chú của Hùng nếu muốn làm thì mình chỉ có giới thiệu đến đó. Thì khi đã đến đó rồi là anh phải tự túc chỗ nhà, lại phải thuê nhà và tiền ăn. Chứ làm gì có chỗ mà uh, cách xa nhau như vậy rồi hàng ngày đi về được đi làm xây dựng này á nó đôi khi nào làm đến 90 giờ tối các bạn ạ ấy ở bên này họ đi làm muộn có thể gần trưa họ mới đi làm có nhưng mà có những ngày thì làm chỉ có vài ba tiếng thôi có khi chỉ có chơi thôi có nghĩa nó phụ thuộc vào công việc hôm nào công việc nhiều thì có khi làm đến 9, 10 giờ tối đấy nó bù cho những cái hôm mà có khi tầm chiều một hai giờ chiều mới làm mà làm có khi chẳng hai ba tiếng cái là hết việc là lại đi về cho nên ở đây là khi mà quyết định làm công việc đó thì có hai phần phần thứ nhất phải có xe đi thì ông vũ tiên nam không bao giờ đi được rồi à, muốn thi bằng ở bên này thì nói thật các bạn là thi bằng lái xe bên này nó rất là khó nó không giống như ở việt nam tí nào mình đi thi 5 lần mới đậu được bằng lái xe và mình phải mất hơn 4.000 đô Mỗi một lần đi thi là thuê xe của thầy giáo là mất 270 đô Cộng với mỗi một tiếng người ta lấy mình 100 đô Mỗi một lần thi trượt là phải đi học lại Học lại cộng với vào đầu đi thi nữa là tính vào khoảng 1 nghìn Đấy các bạn tính xem mình thi 5 lần mới đậu tức là tính vào hơn 4.000 đô mới đậu được cái bằng lái xe Thì ông Vũ Tiến Nam làm sao có thể làm được chuyện đó Bởi vì ông không có giấy tờ gì hợp pháp để mà đi thi bằng lái xe cả Đó là một vấn đề là chuyện xe cộ là ông ấy không thể đi được rồi là Cho nên là bắt buộc khi đến gà đến một nơi khác thì ông ấy phải bỏ tiền ra Thôi thì nương cao thì coi như đi thuê nhà riêng cũng được sống độc lập tự do hạnh phúc còn hơn ở, ở với đứa cháu dâu đúng không ạ biết đâu đó có chuyện gì nó không hay thì coi như là nói nói chuyện ví dụ như là hùng cả uh, cô ngân có một điều gì khúc mắc chẳng hạn thì ông chú đứng ở giữa cũng không biết nói năng cái gì cả nó rất là khó đúng không ạ ý của mình nói vậy nhá chứ mình không có ý nghĩ khác đâu nhá bởi vì mình thấy có rất nhiều những cái bạn bình luận đưa ra trong cái bạn uh, những cái lời bình luận rằng là ông vũ tiến nam sang đây là có khi là sau đó là ông đó là tán tỉnh bà bằng bà, bà ngân là để lấy bà ngân tranh cướp vợ của cháu làm gì có cái chuyện đó cháu nó lù lù có con với với cô ngân rồi mà nhiều bạn lại nghĩ coi như là, là xa xôi quá những cái bạn đưa ra những cái bình luận đó mình cũng cảm thấy chạnh lòng nữa cũng cảm thấy uh, gọi là cái lòng tự trọng cũng bị xúc phạm đôi chút bởi vì lý do tại sao bởi vì nói thế đàn ông xấu quá sao đàn ông coi như là còn cứ thế là múc mà không cần phân biệt gì coi như là là là, là vợ của cháu mình đúng không ạ đang là cháu dâu mà lại có cái chuyện đó làm sao được? Và trong cái video này mình biết rằng là ở đây chắc chắn bên phía Việt Nam đang nghe rồi gia đình nhà Hùng với nhất là coi như là uh, chị Thúy nữa vợ của ông Vũ Tiến Nam nữa thì mình cũng nói một câu với tất cả mọi người bên đó rằng uh, chị Thúy và mọi người trong gia đình bên phía Hùng cứ yên tâm tất cả những chuyện kia đợt trước mình nói chỉ là khôi hài thôi nói rằng là sang đây giới thiệu cho uh, chú của Hùng là một cái bà da đen chẳng hạn như vậy nhưng mà nói thật là chuyện đó mình khôi hài Uh, nói thật là mình cũng quen cái bà da đen đó bởi vì thỉnh thoảng ra đó mua quần áo và bà ta cười rất vui nói chuyện với nhau thì nói thật với các bạn là mình không biết tiếng Anh mình chỉ mở điện thoại ra mình vào Google dịch và để khi mà mình nói tiếng Việt thì máy điện thoại nó dịch ra bằng tiếng Anh là cho cái bà da đen đó nghe thôi gọi là bà nhưng mà cái cô gái đó nó chỉ tầm độ khoảng 27 28 tuổi thôi trên là tán cũng khó lắm chứ đâu phải chuyện đùa mình cứ nói như vậy bởi vì lúc đó là mình không muốn cho cho chú của hùng sang đây mình nói vậy để cho à, chị thúy vợ của ông Ngụ tiên nam giữ ông ấy ở lại việt nam mình sợ ông ấy sang đây nó hỏng việc mình nói vậy còn thì bây giờ à, chú ấy sang đây rồi là mà chú ấy có muốn đi với người nào hết đàn bà nào là do chú ấy nhá mình không có giới thiệu ai đâu cho nên chị thúy đừng nghĩ rằng là mình giới thiệu coi như người nọ người kia mình cũng có một cái thông tin rất vui như này mình biết rằng là chú của Hùng Sang thì mang cả một cái điếu cày cái điếu cày nó ngắn ngắn thế này thôi bằng coi như là bằng cái nhôm các bạn à, và mang cả thuốc lào tiên nãng sang nữa và đã cho vào một cái túi vải thắt chặt lại coi như là rất là ok điếu cày này thì mang đi đâu cũng hút được mà thật sự ra là lọ nghe thì thích đó nhưng mà bây giờ mà hút mà phát điếu cày có khi ngã năn quay các bạn bởi vì sao hàng đợi, mười mấy năm nay rồi coi như chưa bao giờ hút điếu thuốc lào nào, trên là ở đây là người miền Bắc nghe nghe thuốc lào là mê lắm, mình nghiện thuốc mình cũng mê nữa, nhưng mà thật sự ra là cái chuyện đó là phải từ từ. Chẳng may bây giờ mười mấy năm không hút mà lại zip một hơi thuốc lào lại lăn quay, coi như giật giật tay chân giật liên hồi thì coi nguy hiểm lắm. Có một phương án khác cho chú của sinh viên Hùng là ở tại khu vực tô dân tô này có rất nhiều thợ mình theo như mình biết có rất nhiều thợ người việt nam nếu chịu khó lên mạng là người ta có rất nhiều thợ người ta người ta tìm người ta tìm uh, có rất nhiều chủ người ta tìm thợ giỏi cho nên là chú của hùng phải tham gia vào các cái góp hội người việt và xin việc làm ở trên đó chẳng hạn nói tôi là một thợ xây dựng giỏi đã từng làm ở việt nam như thế nào như thế nào và đưa lên đó và xin việc thì chắc chắn sẽ có người người ta người ta đón thôi và nếu được ở Toronto tô tô này đôi khi không cần phải xe bởi vì khi anh là thợ giỏi rồi người ta buổi sáng người ta sẽ lao đến tận nhà anh người ta đón đón đi làm xong buổi chiều người ta la mang về tận nhà anh người ta trả lại anh đấy cái thứ hai là nếu công việc gần có thể bạn đi xe bíp được chứ không cần phải coi như là có xe ô tô riêng đây là một cái việc mà chú của Hùng thích mà mình nghĩ rằng lên chọn việc đó bởi vì nó là gấp hai lần tiền so với đi làm ở chỗ ông Linh kia có như đi làm vào cái chỗ đi dán mát quần áo kia thì gấp hai lần tiền rồi ai giải thích coi như đi làm kiếm được nhiều tiền đúng không ạ và mình nghĩ rằng là sợ nhất là, là được nhiều tiền quá rồi lại quên đường về Việt Nam thôi còn thì sau khi mà làm một hai tháng có nhiều thóc lúa rồi đúng không ạ lúc đấy thì đâu cần phải ở cùng nhà cô ngân nữa lúc đấy có thể thuê một cái căn phòng nhỏ nhỏ chỗ nào mà gần cái chỗ mà đi làm đi làm đó thuê một căn phòng độ khoảng một người ở thì thuê căn phòng 500 đô rồi được rồi 5 đến 600 đô thôi cộng với ăn uống độ khoảng mỗi tháng hết 1 đô thế là được rồi còn thì coi như là còn đâu đút túi gửi về Việt Nam sợ nhất là đừng có quan hệ với ai ở đây lại chẳng có đồng nào gửi về cho chị Thúy thì rất là nguy hiểm Ờ, còn một cái vấn đề khác nữa là ở bên này coi như là casino sòng bài nó nhiều như đất các bạn nhé Cho nên là không biết là chú của Hùng có cái máu cờ bạc hay không. Còn nếu có cái máu mình có một cái người cháu à, mới sang đây được à, bây giờ chưa được 3 tháng. Mới đi làm cũng làm cái nghề xây dựng này ở Mitsuuga mà coi như là mới hôm nọ hỏi vay tiền. Bảo chú ơi, chú làm ơn xem giúp gửi cho con mượn vay mượn 500 đô bà mày đi làm xây dựng nhiều tiền như vậy mà tại sao lại đi vay chú làm gì có tiền bầu trời ơi chú ơi chú giúp con đi con hết tiền rồi mới đêm hôm qua đi đánh bạc coi như là uh, hết sạch tiền luôn đi, đã đi vào cái sòng bài út bài rồi các bạn ạ vào sòng bài thì coi như làm sao mà thắng được người ta thôi cái tiền núi vâng thưa quý vị và các bạn trong phần cuối của video này mình muốn nói tới một cái chi tiết khác có nghĩa là bây giờ thuốc men đã đủ rồi cái thuốc lam thuốc bắc của bà đông nhi đã đủ rồi mình rất sốt ruột không biết lúc nào tám trang xuất viện không biết ý của cha mẹ tám trang như thế nào mình thì mình không dám hỏi hỏi vào trong chuyện này đôi khi uh, có khi người ta lại nghĩ khác uh, bởi vì cái chuyện khó bây giờ là đang ở cái nơi nào để cho tám trang vừa uống thuốc lại vừa có một không gian tốt để coi như là nó 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 khỏi được bệnh bởi vì bệnh này kể cả bây giờ tín rất tín hiệu rất là ok rồi nhưng mà theo các bác sĩ nói đó không phải là ngày một ngày ngày hai mà khỏi hoàn chỉnh được đúng không ạ cho nên là cần phải có một cái lơi yên tĩnh thì trong đó kết hợp với thuốc lam uống thuốc lam thuốc bắc này và uống và để cho sinh viên hùng coi như là chữa bệnh nữa thì mình đang rất là sốt ruột là không biết là lúc nào thì coi như bà đông nhi mới được thổi thể hiện cái tài năng của mình để sắc thuốc cho tám trang uống và nếu mà cái bà đông nhi mà chữa được cái bệnh này thì đúng là công lao của bác sĩ trần quá là lớn đúng không các bạn bác sĩ trần đã coi như là không biết là mất bao tiền của để cứu được đưa được ba người từ trung quốc tây tạng sang bên này đây là một cái cuộc hành trình mình thấy rằng là đúng là bác sĩ trần là một người có tài có tài ba Đấy, nếu không có sự uh, quan hệ với các quan chức của trung quốc làm sao đưa được sang đây một người đang bị gọi là bị vào sổ đen sổ đỏ như vậy thì đi thế nào rồi đúng không ạ chỉ có quan hệ cùng các quan chức thì mới vượt qua được cái vòng hải quan mà thôi nên là đây là một công nào hết sức lớn nào của bác sĩ Trần đã cứu được ba mạng người rồi. Nhưng cái vấn đề khác nữa là có thể sẽ cứu được cả tám trang trong cái những cái thang thuốc của bà Đồng Nhi nữa. Mình thì mình rất tin tưởng những cái thuốc này. Mình không biết nó là cái gì cả. Nhưng mình đã từng nói rằng là nếu mà không mà, mà nghi ngờ mà ra cha mẹ của tám trang nghi ngờ không dám cho tám trang uống thì mình sẵn sàng là người đầu tiên uống. Mình chẳng sợ gì cả bởi vì mình tin tưởng lắm làm gì có chuyện ai hại người ở đây bác sĩ trần lulu Lù Lù ở đó gia đình nhà bà đông nhi ba người à trong câu chuyện này nữa có mình nhớ lại một cái lời bình luận của một bạn nào đó nói rằng là tất cả là âm mưu của bác sĩ trần thôi chẳng có bà đông nhi nào từ tây tạng hết mà cái bà đông nhi này ba mẹ con của bà đông nhi này chắc là đang ở gần tô Dân tô thôi Đói, cho trên là bác sĩ trần đây là mưu mô của bác sĩ trần và đưa bà đông nhi này lúc đó là đến đó chứ làm gì mà có mấy ngày trong vòng có một tuần mà đã đưa được bà đông nhi từ trung quốc sang bên này nó là vô lý trên này chính cái bà đông nhi này hiện lúc đó đang ở đang ở Tô hoặc đang ở trong đất nước canada cho nên là đã đến đó thôi và bác sĩ trần chính là người bày ra cái vở kịch là đây là bà ấy ở tận trung quốc và khi viết thư cho mình thì là bà đông nhi kia là cũng không phải từ trung quốc gửi thư mà là ở trong canada gửi thư thì đấy mình muốn nói rằng là có rất nhiều người vẫn cứ nghi ngờ của bác sĩ trần là người xấu như vậy ờ, đến mức độ cái nghĩ là đến mức độ như thế cho nên là mới bảo rằng là không cho ta sợ là cho tám trang uống thuốc sẽ bị thế nọ thế kia mình là mình uống luôn không có gì cả mình tin rằng là Chẳng có cái điều gì kể cả bác sĩ Trần là người uh, xấu chắc nữa cũng chẳng bao giờ dám làm chuyện đó. Bởi vì làm chuyện đó thì khác gì có như là đồng nghĩa cùng chết với người ta đâu. Đúng không ạ? Anh tự nhiên anh đi giết người thì coi như pháp luật người ta tóm cổ ngay chứ làm gì có chuyện đó giờ. Vâng thưa quý vị và các bạn, video của mình hôm nay xin tạm dừng ở tại đây. Mình xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý khán thính giả của các bạn ở những video sau.